Hello, Hello, so today your camera are working? yes. Okay, nice, very good. So last lesson, did we have any homework? No. No? Yes. Okay, very good. So we don't have any sorry, any homework. Today we will study with the new unit. Yes. Okay, so today we will study about the modal verbs. What does it mean, modal verbs? I don't know. Okay, can you see shall, must, could, might, will, ought to, may, would, should, can? Do you understand this? This Yes. is the modal verbs. The modal verbs. Do you know about modal verbs? Yes or no? No. Okay, modal verbs là động từ khuyết thiếu được chưa nào? Ghi lại từ mới nào. Yes. Modal verbs, động từ khuyết thiếu. Xong chưa nào? Yes. Okay. Okay, now part one. Use and form. Cách sử dụng và cấu trúc được chưa nào? Yes. Okay, so modal verbs have two major functions which can be defined as primary dictionary meaning and second probability. Con có hiểu không nào? Động từ khuyết thiếu có hai gì nhỉ? Có hai gì? Có hai gì nhỉ? Có hai chức năng chính được chưa nào? Yes. Có thể hiểu nó có thể là có hai chức năng, nghĩa là chức năng chính, và có hai có thể là chức năng phụ được chưa nào? Có thể là dictionary meanings. Okay, dictionary meaning là các cái nghĩa của từ điển này chưa nào? Yes. Còn probably là xác suất được chưa nào? Probability. Yes. Okay. Đi lại nào. Động từ khuyết thiếu có hai chức năng chính. Có hai chức năng được chưa nào? Yes. Okay, chức năng chính là nghĩa của từ điển. Please, can you say it again? Okay, chức năng chính là nghĩa của từ điển. Chức năng phụ là xác suất.
I'm done. Ok chưa nào? Nghĩ lại đúng đủ chưa nào? Yes. Động từ quyết thiếu là động từ có chức năng chính, được định nghĩa là nghĩa của từ điển, và phụ thì là về xác suất, được chưa nào? Yes. Okay, so primary functions of modal verbs. Nghĩa của từ điển với chức năng chính, được chưa nào? Chức năng chính với lại nghĩa của từ điển của động từ quyết thiếu. Đi lại nào. Primary yes. functions of modal verbs. Được chưa nào? Với chức năng chính là nghĩa của từ điển thì chúng ta sẽ có ability, sẽ đi với can. Ability là can. Với ability, có biết ability không nào? No. Ability là khả năng, có khả năng, được chưa nào? Có khả năng thì mình sẽ sử dụng là can. Yes. Ok, tiếp theo là permission. Có biết permission không? No. Ok, permission là sự cho phép, sự chấp nhận, được chưa nào? Yes. Permission. Với permission, sự cho phép, sự chấp nhận, thì mình sẽ sử dụng các động từ quyết thiếu là may và can. Quá khứ là might và could. Yes. Con có hiểu không nào? Yes. Ok. Tiếp theo là prohibition. Prohibition. Prohibition là sự cấm, được chưa nào? Yes. Tức là cấm, không được làm. Thì mình sẽ sử dụng là mustn't. Mustn't. Mustn't mang nghĩa là cấm, được chưa nào? Yes. Mustn't là cấm này, còn cannot là không thể làm. Yes. Ok, cái với cái motion này nó mang sắc thái là nặng nề hơn, tức là nó giống như kiểu lệnh cấm của tòa án, được chưa nào? Yes. Đó thì cái motion này là cái nặng này, còn cái cannot, cái cannot hoặc là can't thì mình vẫn có thể là được làm nó, được chưa nào? Nó không mang nghĩa là bắt buộc không được làm. Yes. Rồi, nó mang cái sắc thái là nhẹ hơn, được chưa nào? Tiếp này, prediction là sự phỏng đoán. Với sự phỏng đoán thì mình sẽ sử dụng là will, shall, may. Chúng ta hay có câu là shall we eat dinner in restaurant tonight? Chúng ta có nên đi ăn ở nhà hàng vào tối nay không? Thì mình hay sử dụng là shall we. Và shall được chưa nào? Yes. Với sự phỏng đoán. Yes. Yes. Xong chưa nào? Yes. Ok. Tiếp theo là duty. Duty giống như kiểu là lời khuyên, được chưa nào? Nhiệm vụ. Duty là nhiệm vụ, được chưa nào? Yes. Thì mình sẽ sử dụng là should. Sure. Tiếp này, obligation.
Obligation là nghĩa vụ. Cái này thì nó mang nghĩa là nặng nề hơn một chút này. Là phải làm được chưa nào? Yes. Cái này là phải làm, còn cái này là nên làm. Cái yes. này giống như kiểu là cái lời, cái này là giống như kiểu lời khuyên này. Còn cái must này giống như kiểu là mệnh lệnh, là bắt buộc phải làm. Yes. Ok. Request, offer. Request. Request là gì nhỉ? I don't know. Sự là nhiệm vụ thì thế nào? Yes. Với nhiệm vụ thì mình cũng sử dụng là can và will. À sorry, yêu cầu thì thế nào? Request là yêu cầu. Sorry. Thì với request thì mình sử dụng là hai động từ khuyết thiếu là can, will. Quá khứ là could và would. Được chưa nào? Yes. Tiếp theo là possibility. Possibility. Khả năng được chưa nào? Yes. Cái việc mà có thể làm được thì mình sẽ dùng là can hoặc là cannot. Yes. Ok, đã biết cách sử dụng với các cái tính với các cái động từ khuyết thiếu này chưa? Trong mỗi trường hợp. Yes. Đấy, nó có tất cả là 8 trường hợp này. Ok, now the secondary function of modal verbs. Nghĩa phụ được chưa nào? Yes. In the secondary function, the modal verb exception can be used to express the degree of certainty, uncertainty, or probability. Là gì nhỉ? I don't know. Với nghĩa phụ của động từ khuyết thiếu, ngoại trừ shall, được chưa nào? Từ shall ở trong cái trường hợp thứ hai này không dùng được, được chưa nào? Những từ còn lại thì dùng được, nhưng mà từ shall thì không dùng được. Thì có thể sử dụng để giải thích về việc đồng ý với lại certainty là gì? Không đồng ý. Sự chắc chắn là chưa nào? Yes. Sử dụng để giải thích đồng ý với cái sự chắc chắn này hoặc là sự không chắc chắn này. Còn probability, là xác suất này. Yes. Ok, ghi lại này. Ở nghĩa thứ, ở cái chức năng thứ hai là chức năng phụ. Ghi này, chức năng phụ này. Động từ khuyết thiếu ngoại trừ shall. Ok, có thể sử dụng để giải thích đồng ý với sự chắc chắn này, không chắc chắn và xác suất, được chưa nào? Ok chưa nào? Yes. Ok. Almost certain. Với trường hợp mà mình hoàn toàn với trường hợp mà hoàn toàn có khả năng. Đến trường hợp không có khả năng. Ok, với trường hợp không có khả năng thì thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ là sử dụng must
sau đó đến will, giảm dần xuống đến would, đến would, sau đến ought to, ought to, sau đến should, can, could, may và might. Mình sẽ sử dụng theo sự giảm dần như thế nào? Yes. Almost certain. Đến very uncertain. Không có hiểu không nào? Yes. Đầu tiên là từ gần như chắc chắn này. Gần như chắc chắn đến gần như không chắc chắn này. Yes. Very uncertain. Là gần như không chắc chắn đấy chứ nào. Đầu tiên là rất chắc chắn và cuối cùng là không chắc chắn một chút nào. Thì mình sẽ sử dụng theo cái thang giảm dần với các cái động từ khuyết thiếu này. Con ghi xong chưa nào? Yes. Ok. Now the structure. Cấu trúc được chưa nào? Ok. Ở đây hãy nhìn vào cái bảng này. Con hãy vẽ viết bốn cái cột này ra nào. Bốn cái cột đầu tiên là subject. Chủ ngữ được chưa nào? Có các yes. chủ ngữ là I, you, we, they, he, she và it. Được chưa nào? Và đây chúng ta có các cái động từ khuyết thiếu. Modal verbs là must, will, would, ought to, should, can, could, may và might. Sẽ đi với lại main verb là động từ chính. Động từ chính sẽ là dạng nguyên thể. Yes. Chủ ngữ này cộng với động từ khuyết thiếu này cộng với động từ chính ở dạng nguyên thể. Sau đó là đến object, tân ngữ hoặc là complement. Con biết complement không? No. Complement là bổ sung được chưa nào? Giống như là giải thích ý. Yes. Yes. Ok, ghi lại cấu trúc nào. Okay. So now the examples of modal verbs. Một vài ví dụ về cách sử dụng của động từ khuyết thiếu được chưa nào? Yes. Here is a list of modals with example. Đây là cái danh sách của những cái động từ khuyết thiếu được chưa nào? Yes. Ví dụ này, đầu tiên là modal verb, là động từ khuyết thiếu này có must, must not là mustn't, can và could. Tiếp theo là sự giải thích được chưa nào? Expressing giải thích. Yes. Và cuối cùng mới là ví dụ được chưa nào? Yes. Okay. Đầu tiên với must là có strong obligation, tức là đề nghị được chưa nào, sự bắt buộc được chưa nào. Yes.
Tiếp theo là logical conclusion. Certainly. Sự logic trong giải thích cũng như là đồng ý được chưa nào? Hoặc là sự đồng ý. Yes. Ok, sorry, certainty là sự chắc chắn. Thì đây chúng ta có ví dụ đầu tiên với trường hợp là sự bắt buộc được chưa nào? Sự bắt buộc thì chúng ta có là you must stop when you when the traffic lights turn red. Tức là bạn bắt buộc phải dừng lại. Bạn phải dừng lại khi mà cái đèn giao thông chuyển màu đỏ. Đây mang nghĩa là sự bắt buộc được chưa nào? Yes. Còn logical và certainty thì có he must be very tired. He's been working all day long. Anh ấy sẽ cảm thấy rất là mệt bởi vì anh ấy làm việc cả một ngày dài được chưa nào? Yes. Thì cái từ must trong trường hợp này mang ý nghĩa là giải thích hoặc là đồng ý hoàn toàn với việc là anh ta mệt với cái lý do là anh ấy làm việc cả ngày. Yes. Ok. Con ghi lại đi nào. Ghi lại cái express, cái modal verb với lại các cái expression của nó. Đầu tiên là must thì mình ghi là sự bắt buộc này. Must là chỉ sự bắt buộc này. Tiếp theo là từ logic này trong giải thích này. Ok, sorry, sự logic trong kết luận được chưa nào? Conclusion là kết luận. Yes. Rồi. Đó, thì là về từ must được chưa nào? Tiếp theo là đến must not là mustn't. Nó bằng với từ ban. Nó bằng với từ ban. Ban được chưa nào? Yes. Rồi, nó mang nghĩa là cấm. Cấm được chưa nào? Yes. Ok, ví dụ này. You must not smoke in the hospital. Bạn không được hút thuốc ở trong bệnh viện. Tức là mang nghĩa là cấm hút thuốc được chưa nào? Yes. Ghi lại nào. Mustn't, must not hoặc là mustn't nghĩa là cấm bằng với từ ban. Yes. Tiếp theo là đến từ can. Từ can đầu tiên là chỉ về một cái khả năng. Yes. Khả năng hoặc là cơ hội làm điều gì đó. Chỉ một khả năng hoặc cơ hội làm gì đó. Yes. Tiếp theo là permission là sự cho phép. Yes. Possibility là xác suất. Ok, là tính có thể được chưa nào? Xác suất hoặc là tính có thể. Ok, tiếp theo là could. Thì could là quá khứ của can. Nó cũng sử dụng như vậy được chưa nào? Yes. Ability là khả năng ở trong quá khứ. Ability in the past là khả năng ở trong quá khứ này. Polite permission. Thì với từ với polite permission tức là sử dụng trong câu đề nghị được chưa nào? Polite permission. Could này thì thường sử dụng trong câu đề nghị lịch sự.
I'm done. Okay, tiếp nào. May. Với may chúng ta cũng có permission. Cũng mang nghĩa là trong câu đề nghị được chưa nào? Yes. May sử dụng trong câu đề nghị này. Possibility và probability. Cũng là ở trong gì nhỉ? Trong tính có thể được chưa nào? Yes. Ví dụ như đây chúng ta có thể nói là it may rain tomorrow. Trời có thể mưa vào ngày mai, tức là gần như kiểu sự phỏng đoán nhưng mà nó mang nghĩa là có thể xảy ra. Yes. Cái xác suất của nó cao hơn được chưa nào? Yes. Ok, might. Might cũng như vậy được chưa nào? Nhưng mà might sử dụng trong câu đề nghị thì có cái sắc thái là lịch sự hơn. Lịch sự hơn. Yes. May và can. Ví dụ như trong câu mình nói là can you say it again thì mình có thể nói là could you say it again thì nó mang lịch sự hơn được chưa nào? Lịch sự hơn là can. Yes. Yes. Ok, ghi lại chưa nào? Yes. Ok, tiếp theo là need not, là needn't. Thấy từ need not chưa? Rồi ạ. Ok, là needn't. Thì needn't có nghĩa là không cần được chưa nào? Yes. Rồi, lack of necessity, tức là sự không cần thiết. Yes. Rồi, nhìn vào ví dụ này. I need not buy tomatoes. There are plenty of tomato in the fridge. Tôi không cần phải mua tomato. Cà chua. Ok, tôi không cần phải mua cà chua ở trên nào. Bởi vì tôi có rất nhiều cà chua ở trong tủ rồi để trên nào. Yes. Rồi, tiếp theo này. Should hoặc là ought to. Ought to là nên và phải được chưa nào? Yes. Ok. Thì với should và ought to thì mình sẽ sử dụng với 50% obligation là gì nhỉ? Bổn phận được chưa nào? Yes. Tức là một nửa thôi được chưa nào? Nó chỉ mang tính một nửa về cái nhiệm vụ đó thôi được chưa nào? Cái nhiệm vụ đó thì yes. Cần làm một nửa này. Ví dụ như là I should hoặc là I ought to see a doctor. I have a terrible headache. Tôi phải đến gặp bác sĩ bởi vì tôi rất là đau đầu. Yes. Tức là cái này thì không mang nghĩa là phải bắt buộc đến, mà mình có thể đến hoặc không cần đến cũng được. Yes. Ok, tiếp theo này là đến advice, là khuyên. Sử dụng trong câu khuyên bảo được chưa nào? Yes. Ví dụ này, you should hoặc là you ought to revise your lesson. Bạn nên revise là gì nhỉ? Nghỉ ngơi. Revise có chắc chắn không nào? Bạn nên xem lại bài học được chưa nào? Bài tập được chưa yes. nào? Yes. Đây là câu khuyên. Tiếp theo là logical conclusion. Là gì nhỉ? Cái sự kết luận logic được chưa nào? Yes. Thì mình sử dụng should hoặc là ought to.
Rồi, như là ví dụ này ở đây chúng ta có he should hoặc là he ought to be very tired. He's been working all day long. Ở đây mình có ví dụ như vừa nãy rồi được chưa nào? Anh ấy yes. Anh ấy phải nghỉ. Anh ấy sẽ bị mệt. Và anh ấy bởi vì là anh ấy đã làm việc cả một ngày dài được chưa nào? Yes. Ok, tiếp theo là đến had better. Had better mang nghĩa là khuyên. Cũng mang nghĩa khuyên giống như should được chưa nào? Yes. Rồi, ví dụ đây cũng có chúng ta là you'd better revise your lesson. Bạn nên xem lại kỹ hơn cái bài tập bài học được chưa nào? Yes. Okay, so now check out the example to analyze them. Bây giờ thì mình sẽ xem các cái ví dụ, kiểm tra các ví dụ dưới này và sẽ phân tích chúng được chưa nào? Yes. Okay, she can speak French. Vậy thì nó ở trong phần nào đấy? Với từ can. Can thì nó ở trong trường hợp nào đây nhỉ? Trường hợp là chỉ gì? Chỉ về một khả gì nhỉ? Một khả năng được chưa nào? Cô ấy có thể nói tiếng Pháp được chưa nào? Yes. Trong trường hợp này đây là chỉ về khả năng này. Tiếp này, I could finish the job. Khả năng. Có chắc chắn là khả năng không? Có chắc không nào? Ok. Tiếp theo này. You can go now. Tự cho phép ạ. Ok. He can be at home. He could have left at night. Chính hay là phụ đấy? Chính hay là phụ nhỉ? Đây là chức năng chính hay là chức năng phụ nhỉ? Chức năng chính được chưa nào? Yes. Anh ấy không thể ở nhà vì anh ấy phải đi rời đi vào. Anh ấy nên rời đi vào đêm nay à đêm qua được chưa nào? Yes. Anh ấy không có mặt ở nhà. Anh ấy đã phải rời đi từ đêm hôm qua. May I borrow your umbrella, please? Câu đề nghị. Ok, câu đề nghị này thì có lịch sự hay không hay là bình thường nhỉ? Câu đề nghị này bình thường được chưa nào? You must do it. It had to do it. So, sorry, you must do it. I had to do it. I'll have to do it. Mang nghĩa gì đấy? Bắt buộc. Ok. We mustn't forget our passports. We mustn't forget our passports. Cấm. Ok. Cấm. Cấm quên cái gì nhỉ? Cái hộ chiếu đấy chưa nào? Tức là yes. Bắt buộc phải nhớ. I must be Anna calling. Bắt buộc ạ. Okay, you needn't wait for me. Needn't wait for me. Wait
Bạn không cần phải đợi tôi thì mang nghĩa là? Ý chính là nghĩa cụ đấy nhỉ? Ok, không cần thiết được chỗ nào? They damn can't be, can have been difficult if he passed without studying. Cannot. Can't. Khả năng ạ. Ok, khả năng này thế nào? She should be at home by now. Khuyên. Khuyên này thế nào? Cô ấy làm sao nhỉ? Cô ấy nên gì? Cô nên nên nghỉ ở nhà. Ngay bây giờ được chưa nào? Yes. Shall I open the window? Đề nghị. Câu đề nghị này làm sao nhỉ? Lịch sự hay là bình thường? Bình thường ạ. Ok, bình thường được chưa nào? Ok, so the past tense of models. Với thì quá khứ của động từ khuyết thiếu được chưa nào? Yes. Ok, trường hợp đầu tiên này. When the sentence refers to the primary meaning. Khi mà gì nhỉ? Khi mà câu refer. Sử dụng. Có phải là sử dụng không nào? Đề cập đến, đề cập đến nghĩa chính thì chưa nào? Yes. Với can trong trường hợp là ability và permission. Khả năng và gì nhỉ? Permission. Khả năng và sự cho phép ạ. Ok. Must, obligation. Bắt buộc. Bắt buộc. The past form expressed mainly by. Thì cái cấu trúc ở trong quá khứ sẽ được giải thích như sau. Can thì mình sẽ sử dụng là could. Can sẽ chuyển thành could, được chưa nào? Yes. Was hoặc là were able. Ok. Như này nó hơi khó hiểu một chút này. Đầu nhìn thấy hai, nhìn cái dấu gạch này chưa nào? Yes. Ok. Thì could là trong quá khứ ở trường hợp là ability. Yes. Còn was hoặc là were able trong trường hợp là permission. Yes. Ok. Hoặc là were hoặc là was allowed trong trường hợp permission này chưa nào? Sự cho phép, yes. Sự đồng ý. Để chỉ khả năng ở trong quá khứ, một cái khả năng nào đó ở trong quá khứ thì mình sử dụng là could. Còn chỉ sự cho phép ở trong quá khứ thì mình sử dụng là was hoặc là were able. Yes. Là was, were allowed. Yes. Must cũng như vậy, được chưa nào? Yes. Must thì trong trường hợp này sẽ sử dụng là had to hoặc là was, were obligated. Cái trường hợp must này thì mình đây là hoặc had to hoặc là was obligated to, được chưa nào? Yes. Rồi, có hiểu cái trường hợp can này không nào? Yes. Trường hợp can này nó phân ra là hai loại, một loại khả năng, một loại là sự cho phép. Thì với khả năng là could trong quá khứ, còn sự cho phép trong quá khứ là was able hoặc là was allowed. Con có biết cách ghi không nào? Yes.
chân. Ok, rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây được chưa nào? Vì lượng kiến thức này khá là nhiều rồi được chưa nào? Yes. Ok, so any question for today? No. Ok, không có câu hỏi gì thì về nhà. Thứ nhất là từ mới này và kiến thức về từ vựng. À, sorry, kiến thức về cấu trúc, về ngữ pháp được chưa nào? Học thuộc hết được chưa nào? Yes. Ok, vậy thì không có câu hỏi gì, chúng ta sẽ tạm dừng buổi học tại đây được chưa nào? Yes. Ok, so goodbye. Goodbye.